xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Cô chú chị có thể thấy này, cái khung cảnh có quen thuộc không ạ? Đó. Vừa rồi em Điền có quay một video, em giới thiệu một bất sản ha, ngay đây. Và em Điền nhắc lại một lần nữa là ngang 10, sâu 51 và có là 80 thổ cư, và đang bán 1.650.000 ha anh chị ha. Đó. Xung quanh dân cư rất đông, nay cuối tuần anh chị, nên là ở chỗ này thì cũng gần dường như là ở đây là những cái người bên đạo rất là nhiều. Đó, thì cuối tuần thường vui chơi ca hát anh chị ha. Đó, cũng rất là nhộn nhịp vui vẻ anh chị. Đó. Giờ này thì em đang quay khoảng 2 giờ rồi, nhưng giờ này không phải giờ trưa nữa rồi anh chị ha. Thì trước em Điền quay giới thiệu cái này cũng rõ rồi ha, về cái vấn đề vị trí. Ủa anh, về cái vấn đề vị trí và cái tuyến đường đi ha. Thì đây em Điền sẽ nhắc lại một lần nữa, là đi ra khoảng 100m thôi là gặp ngay đường Phước Tân Hội Bài. Đường đó là đi được xã Suối Rau, đi Châu Đức, đi Phú Mỹ anh chị ha. Đó. Và hướng rẽ bên tay trái mình đi ngược lại là mình đi xã Bình Châu, cũng như là đi biển Bình Châu đó, đi xã Xuyên Mộc rồi đó ha, ngã tư Xuyên Mộc đó. Và bất động sản mà em Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây ha, có sẵn một cái căn nhà luôn. Bất động sản mình thì có diện tích ha, em Điền sẽ mô tả cái cơ bản trước bất động sản của mình. Thì bất động sản mình là có mặt tiền là 12m từ bên này ha, qua bên này là 12m và sâu 51, đặc biệt là nở hậu 14m ha, và có sẵn 140 thổ cư ha. Nở hậu rất là đẹp, và trong nhà có một trong trên đất thì có một cái căn nhà ha, nhà cấp 4 còn rất là mới mẻ anh chị. Nói chung là cô chú chị mình là mua là vào ở dọn liền được luôn anh chị ha. Bất động sản mình thì rào ranh móc và đồ là rõ ràng rồi, sổ mới toanh luôn anh chị, sổ hồng ha. Bất động sản mình đang có hướng tây anh chị ha, dân cư rất là đông. Thì ngang là 12, sâu 51, có 140 thổ cư, và anh Điền sẽ báo giá luôn ha. Tất nhiên là giá sẽ hơn cái bất động sản kế bên rồi. Thứ nhất là vừa có nhà, vừa có hơn thổ cư và hơn diện tích đó, nên tất nhiên là giá hơn, nhưng mà cũng không hơn bao nhiêu anh chị ha. Và giá bán bất động sản này thì là 2.3 tỷ chị ha, có thương lượng một chút ít thôi ha. Đó, giá này là giá chốt đó, nhưng mà có thương lượng một chút ít thôi. Thì em Điền chưa có vào quay được cái bất động sản, quay được cái nhà bên trong, thì em Điền có một cái video quay trước đó, em sẽ lồng vào đây ha, để cho cô chú chị mình xem ha. Thì nói chung là đằng sau thì trường mầm non này, và đằng sau là giáo xứ Mang Côi này đó, và dân cư rất là đông. Và trên tuyến đường này thì đang có những cái nhà đang kinh doanh rất là được luôn anh chị ha. Tuyến đường này kinh doanh được anh chị nhé, như ở đây có make up nail spa đó ha, và đường thông thương, đường nhựa rất là đẹp, mới trải, và kế bên có một cái nhà rất là to đẹp ha. Đó. Vị trí này mà ra trung tâm xã thì khoảng đâu đó là chưa tới một cây số ha, ra đường này, ra bên trái này, và đi ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bộ thì mất đâu đó khoảng là 6 km ha, và xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm khoảng là 15 km anh chị ha, cũng tương đối là gần. Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc anh chị ha. Đó. Rồi, em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Thì cô chú chị nào mà quan tâm đến món sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế món sản này. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp chủ thương lượng anh chị ha. Đó. Sổ riêng là anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.